chào bác. Hôm nay em mới mua được cái máy chơi game này. Vâng, thì đây là cái máy chơi game Palkidi X18 chạy hệ đánh Android của Palkidi luôn. Đó. Thì cái sản phẩm này là em mua trên Marketplace, giống như là cái PS Vita hay là cái Ninja Switch ấy. Đó, thì em mua trên Marketplace, thì ở Marketplace thì chúng ta có thể mặc cả là cái chợ trao đổi cá nhân, chứ không phải là một shop nào cả. Nhiều khi là mua được rất rẻ. Thì cái này em mua không phải rẻ lắm, bởi vì là sản phẩm bán mới ở trên Shopee nó là 2 triệu 3 triệu, nó là 3 triệu, và đây em mua thì 2,5 triệu. Có thể nhớ 3 triệu, không thể nhớ, đây mua 2,5 triệu, có thể nhớ 8 GB. Đó, thì đây nhá, trên Marketplace thì em trao đổi, em phải mở cho bác hiểu, bởi vì nhiều bác thấy em đăng lên và hỏi là mua ở đâu và link như nào. Thì thật sự là nếu mà mua trên Marketplace thì chỉ mua một cái một thôi, và nó sẽ không có link. Đó, đấy, thì đây em mua nhá. Đó, có gì không? Thì sản phẩm này là em mua là 2,5 triệu, thì bạn bán hàng bảo là bạn em mua là 3 triệu được hơn tuần và bạn bán lại. Đó, thì bạn ship tận nơi cho em, thì cái địa chỉ em đã xóa rồi. Đó, kết ok thì em lấy, ok ship đến em kết ok là em lấy nhá. Đó, mất mấy ngày thì hôm nay em đã nhận được, và em sẽ làm luôn clip cho các bác này. Đó, thì đợt này trên Shopee dịch nó đang diễn ra không phải là không phức tạp, nó đang khá phức tạp, thì là mua hàng hơi lâu. Thế là với lại là cái thu nhập của em đang không nhiều ấy, thì em không có nhiều điều kiện em mua hàng và em làm review được. Thế ra rất nhiều clip thì em mua trên mạng đấy để mua trực tiếp thôi. Đó, thì sản phẩm này em cắn răng cắn lợi để em mua ấy. Đó, thế là bác nào xem và hứng thú thì có thể inbox em bán lại thôi, em giảm mấy trăm em bán lại cho nhá. Đó, à, thế em mua chỉ để review cho nó vui thôi, để cho ít clip, đỡ ít clip thôi. Đó, thì cái sản phẩm này nó là một chiếc máy chơi game chạy hệ đánh Android rất là đẹp. Bây giờ em sẽ mở hộp cho bác xem luôn. Thì hộp nó thì đơn giản như này thôi các bác nhá. Nó thiết kế hộp thì nó có một cái logo nó lạ lạ đây, không phải logo có cái đi, nó chỉ là cái biểu tượng thôi. Đấy, chứ không có đăng ký bản quyền logo là gì cả. Đó, em được biết là như vậy. Và cái hộp nó có dạng màu đen và ánh kim tuyến như này này. Đó, rất là nổi bật luôn. Đó. Đây, thì em mua thì nó bóc hộp và đã được chơi rồi đúng không? Thì ở đằng sau này thì nó có tên modem là X18 thôi, toàn chữ Trung Quốc thôi, chứ không có một cái tiếng Anh nào cả nhiều. Đó, được sản xuất bởi Palkidi này. Đó, các bạn nhìn thấy nhá. Đó, Palkidi logo của Palkidi ở đây, trong website ở đây. Nó số điện thoại của Palkidi đây. Tất nhiên là sản xuất ở Trung Quốc rồi. Đó, một số cảnh báo và tiếng Trung ở đây thì em không hiểu lắm. Bây giờ em sẽ mở hộp nha. À, đó, sản phẩm này nó dư một chiếc laptop ấy. Thu nhỏ, nhỏ xíu này này. Đó, bạn nhìn nha, em bỏ vào bên trước. Thì đơn giản là chỉ có một em mua về ấy. Em không biết là bóc hộp nguyên zin ở nước ngoài thì nó như nào. Mua trực tiếp máy mới như nào, nhưng bóc mở hộp về ra thì nó chỉ có sách rất là dụng mà nó hơi cũ rồi. Mà này bạn bảo là một tuần nhưng em thấy gần như nó không phải là một tuần đâu. Nó cũng lâu lắm rồi. Nhưng mà thôi em chấp nhận. Bởi vì là không kỳ kèm gì cả. Được việc của bạn ấy, bạn nó câu đến đây rồi thì em mua luôn 2,5 triệu. Đó, đây. Thì ở trên này nó có một cái hướng dẫn bằng tiếng Trung cũng như là bằng tiếng Anh ở bên này. Cái này thì hướng dẫn các nút bấm này. Đó, đó là hướng dẫn là chúng ta có thể set up được các nút bấm để chúng ta có thể chơi được PUBG. Bởi vì nó là chạy hệ đánh ngang thôi mà. Đấy, là chúng ta có thể chơi được PUBG. Đấy, các nút bấm được set up ở đây, hướng dẫn ở đây thì tí em sẽ thử set up như nào. À, một số game, ví dụ game giả lập. Thì cái này nó có thể giả lập được lên PSP, PS1 và rất nhiều thể loại game khác nữa mà chúng ta có thể giả lập được. Đó, thì ở đây là đây có thể cắm bàn phím và chuột được này. Đó, rất nhiều kết nối là kết nối Bluetooth 4.0. Nó rất là chi tiết, rất là nhiều tính năng ở đây. Nó có wifi và cấu hình cơ bản của sản phẩm này ở trên này nó báo ấy. Thì nó sẽ có nhiều phiên bản, trong đó là RAM là 2GB và bộ ở trong là 16 hoặc là 32. Thì em không rõ là con này là bao nhiêu, tí thử xem nhé. Sử dụng chip MediaTek MT6163 à 8163 64 bit và lên đến 1.3 GHz. Cũng cấu hình này thì cũng gọi là quý bắp thôi. Đó, chỉ ngang một chiếc điện thoại 1-2 triệu, thấy không? Pin là 5000. Đó, sạc vào là 5V 2A. Cấu hình cơ bản nó như một chiếc điện thoại bình thường, và sản phẩm này thì nó chạy Android. Sơ qua về tính năng và hướng dẫn sử dụng của Palkidi nó rất là đầy đủ ở đây. Thôi bây giờ em cất từng đấy nha, để xem bên trong này có gì nữa này. Đó, con này chắc là hộp phụ kiện. Nó cũng cũ rồi, không phải là một tuần dùng, nó em nghĩ chắc là dùng lâu rồi. Nó chỉ có một cái cáp sạc micro USB thôi. Đó, một cáp sạc micro USB. Tại sao cái sản phẩm này vẫn là micro USB nhỉ? Chắc là ta lâu rồi. Đó, chả có gì cả. Đó, đây là sản phẩm nha. Nhìn sơ qua nó thiết kế nó tương tự như một chiếc laptop và giống một chiếc laptop của Asus ROG. Đó, rất là giống với chiếc laptop ROG nha. Đó, bạn nhìn thấy nha. Đó, thiết kế này này, đó, mở ra như này. Đó, giống như laptop nha. Đó, nhìn sơ qua như vậy. Thì ở bên này nó có sẽ có hai giải loa bên này, được sơn màu đỏ rất là đẹp, giống với ROG luôn. Cái này là sẽ là chân cắm tai nghe 3.5 này. Đó, ở đằng sau này thì rất là nhiều cổ kết nối, trong đó là hai phím R, phím R và L1, L2 để ở bên này. Ở đây thì chúng ta sẽ có cái cắm thẻ nhớ, thì ở đây là bạn lắp cho em cái thẻ nhớ 8GB.
Đó, mua 3 triệu ở trên Shopee em nhìn thấy là nó không thể nhớ. Ở đây có cổng HDMI, dạng mini HDMI nhé. Đó, đây cổng sạc micro USB đây. À, cũng như là kết nối máy tính được. Thì đây là sản phẩm chạy Android thì có thể làm ROM được. Đó, thì bạn ấy bảo là sản phẩm đấy được làm ROM từ biến rồi, dễ dùng rồi. Đó, ở trên này ấy, thì nó được thiết kế là mặt trên là góc cạnh giống như y chiếc laptop RG ấy, và có cái logo, có cái biểu tượng sao ba cánh ở đây này. Đó, ở trên này nhá, màu đỏ luôn, trông rất là nổi bật. Bây giờ em sẽ mở em xem thử này. À, nó mở theo nấc này. À, theo nấc này, hai nấc thôi, giống như cái dòng sản phẩm Nintendo Switch ấy. À, giống như sản phẩm Nintendo DS ấy. Đó, nhưng mà chỉ có hai nấc thôi. Đó, đây. Ok. Bây giờ em sẽ cho camera cam làm kính ạ. À, để quay được đúng hơn à. Ok. Đó, thì đây nó tương tự như chiếc điện thoại thôi. À, các bác có thể nhìn thấy cái nháy nháy ở đây không? Đây là nháy cảm biến ánh sáng ấy. Cái này thì chỉ camera nhìn thôi, mắt thường chúng ta sẽ không thấy nháy nháy đâu. Nha. Có thể ở đây là đã được cài giao diện Android rồi. Và em đã thấy các bạn đã cài một game là Liên Quân Mobile, một game là PUBG. Đó, bạn đã cài thử ở đây thì tí em thử vào thử xong chơi như nào. Thì nó có hướng dẫn cách setup nút ở trên kia, thì lúc nào em sẽ xem sau. Đó, nó có một cái gọi là game launcher. À, đây chắc là giao diện của game ở đây. À, đây là giao diện gốc của game này. Cái này nó cài tùy biến rồi mà. Đó. Đó. Ok. Màn hình rất là đẹp. Màn hình của con này nó là tấm nền IPS, nhìn rất là đẹp luôn. Nó không như một số máy chơi game như gọi là, thậm chí đẹp hơn cả DS ấy. Thậm chí đẹp hơn cả máy chơi game DS, thực sự là như vậy. Đó. Máy lớn, pin là khỏe, pin là pin 5000 mà. À, không biết có hỗ trợ sạc nhanh hay không. Thì ở đây nó không có camera nhưng có thư viện để chứa ảnh này. Thì chúng ta, mình em nhìn thấy ở đây là không có Google, cũng như Google Play là không có. Nhưng mà các bạn đã cài APK Play, cái này cũng giống như là cái Google Play ấy, là chúng ta có thể vào đây chúng ta đã ứng dụng được. Đó. Cái này là cái YouTube Van. Có lẽ là sản phẩm này là sản phẩm đấy từ Trung Quốc, nó không hỗ trợ Google. Thế nên không cài được Google ấy, nên các bạn đã cài được YouTube Van thì chúng ta có thể xem YouTube được nhé. Tất nhiên là nó có kết nối Wi-Fi và có ngôn ngữ tiếng Việt luôn. Đó. Đây này. À, ở đây chúng ta phải xem YouTube được này. Ồ. Phát ra hai loa rất là hay. Đây, ấn nút nguồn đi thì nó chỉ thoát ra. Nút home chỉ thoát ra. Đa nhiệm vẫn chạy nha. Đấy, phải thoát ra như thế này. Bây giờ em thử vào một cái game xem nào. Bây giờ em thử vào game PUBG xem nào. Mặc trước của máy thì nó có cái màn hình ở đây và nó sẽ có hai cái giải, màn hình nó không full viền, nó có hai viền rất là dày, nhưng mà được trang kính ở trên mặt và có cảm ứng đa điểm. Đó, và nó có cái giải là màu đỏ ở đây trông rất là game thủ luôn, rất là gaming luôn. Đó, bên dưới thì nó có màn điều khiển nhá. Thấy đặc biệt cái phe sản phẩm này là cái phím analog của nó rất là nhẹ luôn, và cái phím bấm này rất là thích luôn. Đó, không biết có phải là do bấm lâu hay không, bởi vì sản phẩm này bạn hỏi bạn dùng một tuần nhưng mà bấm rất thích luôn. Đây là những cái phím cao su này. Còn đây là những cái phím kim loại. Đó, phím tiếp xúc kim loại thì nó sẽ tạch tạch như này. Còn đây là phím cao su thực sự luôn. Đó. Nha, đây là phím chức năng. Đó, phím đa nhiệm, phím home và phím back lại này, phím volume này. Không phải phím cờ là phím chơi game. À, đây là bàn điều khiển chơi game này. Khi muốn chơi game PUBG là ấn cờ lên và ấn này. À, hóa ra là như vậy. Rất là đơn giản. Đó. Đây thì có đây là cái gì không biết. Hình như là không rõ là cái gì. Select và start nếu mà chắc là cài cho game khác. Đó, thì bây giờ em thử vào game PUBG lại nha, chơi thử nha. Đó, lại vào Liên Quân. Đâu thích vào Liên Quân đâu. Vào PUBG trước chứ. Đó. Thì game đối với cấu hình của những sản phẩm này thì chắc là chỉ chơi được ở mức độ màn hình thấp thôi, chứ không thể chơi cao được. Bởi vì cấu hình của con máy này nó chỉ ngang ngang với một chiếc điện thoại tầm khoảng hơn 1 triệu, 2 triệu thôi, chứ không phải là cao cấp cho lắm. Đồ chơi game chắc là chơi giả lập thì thoải mái, chơi giả lập game PS1 với game PSP chắc là chơi thoải mái. Thì hiện tại em chưa thấy có cài đây, và em sẽ làm một clip cài những game đấy cho chiếc máy này sau. Đó. Nha các bạn chờ nhé. Đó, khởi động thì cũng không nhanh nhiều lắm. À. Đó. Không nhanh nhiều lắm, hơi chậm. Âm thanh thì khá là to bởi vì nó phát hai loa này, âm thanh khá là nổi bật luôn. Pin thì không biết là như nào.
cái ra mà nó bật nó bẻ được hẳn ra thẳng giống như ở chiếc Nintendo DS thì hay hơn, mà chỉ bẻ nó đây thôi. Đó, bởi vì ở đằng sau này nó có một cái chặn rồi, chỉ bẻ nó đây thôi. Chưa luôn. Đây là cái gì nhỉ? Hơi chậm. Chưa luôn. Mấy chương trình gì, hình như là chương trình gì hãng nó cho một số đồ. Mất thời gian thế nhỉ? Chưa rồi. Vào chậm. Rồi, tí sẽ ấn phím này để set nút. Cái này như này. Đúng rồi, cái này là set nút này. Đó. Rồi, đây. Tôi cứ bắt bằng kẻ ra mà nó có slap ở đường 888 ra 12GB thì chơi game ngon vậy. Đó, ở đây này. Đấy nhá, xét cái phím này nó vào nằm ở phím này. Cái này màn hình rồi. XY này vào đâu nhỉ? B là nhảy đi. Y là bắn đi. A nằm đi. X là... Đấy, biết là gì nhá. Là một là hai này. Vào đâu nhỉ? Lại vào bắn tiếp đi. Có cái phím ngắm ở đâu nhỉ? Đó, trước mắt thì như thế đã nhỉ. Đó. Đó, chắc là được rồi. Nhảy. Cảm giác như không có tác dụng này. À, cái này có tác dụng rồi. Nhưng mà cái này cảm giác như không có tác dụng. Đây chứ. À, à được rồi. Đó, đó, bắt đầu. À, lúc nãy thêm là phải ấn nút lưu. Thêm là phải ấn nút lưu. Chứ nếu mà không ấn nút lưu thì nó không có tác dụng. Chứ đòi em ấn rồi cái này nó chả có gì cả. À đây là mình có mấy cái nhà rồi. Còn xem có xuống gấu nhà hay không. Đó. Cái sản phẩm này nó tích hợp sẵn cái phần mềm để chúng ta có thể set nút được. Như là cái tay cầm ấy, mà em ra cái phần mềm set nút thì rất là bất ổn định. Nhưng mà nó có sẵn phần mềm giống như chiếc máy này thì em nghĩ chắc là rất ổn định. Đã nhặt súng rồi nha. Nói chung là rất là giật. Đó, thử xem, xét cô hình như này. Rất là giật luôn. Đồ họa. Đồ họa thật thất rồi. Rồi, thất hết rồi này. Kinh điển. Nhưng mà vẫn rất là giật. Chơi tạm này. Đây nha, xem nút nha. Cho cái... cái phím R1 này là bắn này. Đó, quả này qua này. R2 là ngắm này. Chết rồi, có thằng bắn rồi. Đó, đây rồi, phải đây. Đó, đấy, đó, rất là hay. Ok, set up lại tiếp nút này. Cái này là bắn ngắm không hợp lý lắm. Thì cho cái R1 là ngắm đi. Đó. Cái nhảy nằm phía này nhỉ. Đó. Nhảy đâu nhỉ? Nhảy đây, nhảy sẽ cho R2. Ok. Đấy nha. Thấy bắt gì đấy ạ? Đó. Em vào đây là R2 nó sẽ nhảy nha. Đấy, là bắn này. Đó. Khá là mượt. À, chứ không phải nhầm. Khá là nhạy. Thì bắn rất sướng luôn. Đó. Đây. Đó, đây nha. Đó, chơi một tay cầm sẽ là như thế. Đó.
đầu chơi game này thì nó không mượt cho lắm, nó vẫn hơi giật giật, đúng không? Chơi game này nó vẫn hơi giật giật. Đó, bây giờ em thử thoát làm chơi game khác không nhá. Đây, ấn đa nhiệm đi cho đỡ đầy RAM, kẻ RAM mà nó RAM nó bộ nhớ nó cao hơn tí thì ngon quá, nhưng chắc nó đắt. Ở đây có một cái game, không biết game này là game gì. Đó. Thế là chúng ta có thể chơi game liên quân hoặc là liên minh tốc chiến. Mà chúng ta chơi chơi bằng phím bấm này cũng rất là đơn giản, bởi vì nó sẽ tự setup được cho chúng ta những phím bấm như thế này. Đó. Cho bác nào cảm giác đúng là máy chơi game. Nó có một cái phần mềm tích hợp này rất hay này. Cái này ở trên Save Play hay các phần mềm khác chúng ta không thể đào vào được đâu. Đó. Âm thanh thôi, âm thanh phải nói là đẳng cấp luôn đấy. Âm thanh phải nói là đẳng cấp luôn. Ok nhá, thì cái sản phẩm máy chơi game PowerKD X18 thì hôm nay em chỉ làm cái clip sơ qua như vậy thôi. Đó, bác nào đang sở hữu sản phẩm này mà không biết cái cài đặt như thế nào ấy, thì các bác có thể comment vào dưới video, em sẽ làm clip hướng dẫn cài đặt. Và ngày hôm sau sẽ làm clip là cài đặt giả lập cho chiếc máy này. Đó, cài đặt giả lập và chơi những game giả lập trên chiếc máy này xem nó có ngon hay không. Trước mắt thì chơi những cái game mà có game mobile, ví dụ như là PUBG, thì em thấy là cái độ mượt nó không tốt, nhưng cái phím bấm thì rất là sướng. Giá mà cái độ mượt nó ngon ngon tí thì ngon. Thì không biết là game Free Fire hay như nào thì em sẽ thay cái thẻ nhớ lớn hơn và em sẽ cài và em sẽ trải nghiệm cụ thể hơn. Và bây giờ em sẽ vào phần cài đặt xem cái này là sản phẩm là bộ nhớ bao nhiêu GB và chúng ta liệu có cài được nhiều hay không. Đó, thì ở đây nó là ôi bộ nhớ này nó có đây là chắc là RAM chứ không phải bộ nhớ. Đây là RAM, bộ nhớ này phải là vào lưu trữ. Đây là 32GB, đây là sản phẩm 32GB nhé. Sản phẩm 32GB còn thoải mái. Thì tí em sẽ cài một cái game nhẹ nhẹ hơn là game Free Fire hay là một số game khác em chơi thử xem như thế nào. Đó, đấy, chứ còn chơi thì hơi giật, còn tôi còn hơi giật, không thể chỉnh cơ hình thấp nhất là hơi giật rồi. Đó, thì ngày hôm nay làm nó đơn giản như vậy thôi, chứ thời lượng nó quá là dài rồi nhé. Cảm ơn các bác xem clip. Các bác có vấn đề gì cứ comment bên dưới. Em cảm ơn nhá. Về sản phẩm này thì em sẽ bán lại rẻ bác nào cần inbox và em sẽ cho giá nhá. Bớt đi mấy trăm thôi. Vẫn là trên 2 triệu nhá. Cảm ơn các bác nhá. Chào tạm biệt.